Hailey Baldwin quyết không tha cho Selena Gomez lại rác tên tình cũ của chồng. Tự mình làm nổ ra những tranh cãi với Selena Gomez, có lẽ chính bản thân Hailey Baldwin cũng không ngờ tới nhiều hậu quả nặng nề như hiện tại. Bà xã Justin cho biết đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời trưởng thành của mình. Mới đây, Hailey Baldwin đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình sau loạt ồn ào với Selena Gomez vừa qua. Cô cho biết bản thân đã trải qua những khoảnh khắc buồn và khó khăn nhất trong cuộc đời trưởng thành của mình. Nữ người mẫu chia sẻ rằng cô cảm thấy mong manh trước 49,5 triệu người theo dõi trên Instagram của mình. Tôi đang gặp khó khăn nhưng thành thật mà nói, kể từ khi bắt đầu năm 2023, tôi đã gặp một số khoảnh khắc buồn nhất, khó khăn nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời trưởng thành của mình và ít nhất phải nói rằng tâm trí và cảm xúc của tôi rất mong manh, bà xã Justin Bieber chia sẻ. Cựu người mẫu 9X cũng cho biết rất nhiều người cũng cảm thấy như cô. Chính vì thế, cô cho rằng mọi người sẽ không còn cô đơn một mình. Nói như vậy, chúng ta hãy tiếp tục ở bên nhau. Hãy ở đó vì những người thân yêu, bạn bè, gia đình và những người xa lạ. Hãy ở đó vì mọi người. Hãy tiếp tục xuất hiện vì nhau ngay cả khi khó khăn. Chúng ta tốt hơn khi ở bên nhau, người đẹp bày tỏ. Trước đó, Hailey Baldwin đã có những chia sẻ trên trang Instagram cá nhân. Theo đó, bà xã Justin Bieber muốn gửi lời cảm ơn đến Selena, cũng như việc cô sẽ cân nhắc kỹ về phát ngôn, hình ảnh trước khi đăng tải lên mạng xã hội, để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Cảm ơn Selena đã lên tiếng vì tôi. Tôi và Selena đã trao đổi rất nhiều về cách làm sao để xóa bỏ drama gần đây. Những người có liên quan đến câu chuyện đều đã phải trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Chuyện thù ghét ai đó là vô cùng độc hại. Mạng xã hội là cách kết nối cộng đồng nhanh nhất, nhưng cũng dễ tạo nên sự hiểu lầm, chia rẽ các mối quan hệ. Điển hình là vụ việc vừa qua, Hailey Baldwin chia sẻ. Cuối tháng 2, khoảnh khắc Hailey Baldwin giễu cợt Taylor Swift trong chương trình Drop My Mic, cách nay diệu năm bỗng dưng bị đào lại, đăng lên TikTok. Bất ngờ hơn, Selena đã lên tiếng phản pháo Hailey và bên vực bạn mình, cô trực tiếp bình luận dưới bài đăng: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người giỏi nhất cuộc chơi này." Sau đó, Hailey Bieber và Kylie Jenner tiếp tục bị nghi đã cố tình chế giễu Selena Gomez trên trang cá nhân. Cụ thể, Selena Gomez đăng tải video chia sẻ về sự cố làm hỏng lông mày của mình. Chỉ vài giờ sau, Kylie Jenner đăng ảnh chụp màn hình FaceTime giữa cô và Hailey Bieber kèm theo dòng trạng thái ẩn ý: "Đó thật sự là tai nạn." Điều này khiến dân mạng cho rằng Kylie Jenner đang đá đểu Selena Gomez. Dù sau đó Kylie đã lên tiếng thanh minh là không hề có ác ý. Đáng nói ngay cả Selena cũng đồng tình với Kylie Jenner và nói với fan rằng bản thân cô cũng không để tâm đến điều đó. Song làn sóng phản đối vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và hậu quả để lại sau drama đá đểu giữa Selena Gomez và hội bạn Hailey Bieber thậm chí còn nặng nề hơn người trong cuộc tưởng. Trước những tranh cãi trong bài đăng của mình, Selena Gomez đã lên tiếng cho biết đây không phải điều cô muốn đại diện. Nữ ca sĩ cho rằng không ai đáng phải nhận sự ghét bỏ hay bắt nạt như vậy. Selena Gomez cũng nói rằng cô ủng hộ lòng tốt và thực sự muốn tất cả điều này dừng lại. Nữ ca sĩ cho biết Hailey đã liên lạc với mình vì bị đe dọa tính mạng. Cô viết: "Hailey Bieber đã liên hệ và cho tôi biết rằng cô ấy đã phải chịu nhiều lời dọa, xử mạng sống và những lời lẽ tiêu cực. Đây không phải là điều tôi muốn đại diện. Không ai đáng phải nhận sự ghét bỏ hay bắt nạt. Tôi luôn ủng hộ lòng tốt và thực sự muốn tất cả điều này dừng lại." Đây không phải là lần đầu tiên Hailey Bieber vướng ồn ào với tình cũ của chồng. Cô nàng thường xuyên có hành động được cho là xấu tính, thích đá đỡ Selena, rồi sau đó lại nhận mình là nạn nhân của mạng xã hội và cho rằng bản thân không có ý gì. Gần đây nhất vào tháng 1 năm 2023, sau khi Selena Gomez đang khoe hình thể bị tăng cân hiện tại, Hailey đã đăng tải một đoạn video cùng Kendall Jenner, chị gái Kylie Jenner, và có phát ngôn gây tranh cãi: "Tôi không muốn nói kiểu đáng đời cô ta hay gì, nhưng thời gian đã nói lên tất cả." Không lâu sau đó, Hailey Bieber đã phải xóa video này đi do fan cho rằng chia sẻ của hội bạn thân là đang ẩn ý miệt thị ngoại hình Selena Gomez. Dù bà xã Justin Bieber lên tiếng đính chính rằng mục đích video chỉ là để vui vẻ, không nhằm đả kích bất kỳ ai, nhưng cư dân mạng vẫn không tin vào lý lẽ này.